Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng con xin thành kính định lễ Đức Bổn Sư Ngài là Bậc A La Hán Chánh Đẳng Chánh Biến Chi, cho Ngài thì mình chúng thầy trí dạy. Bồ Tham Sa-ga-na-ga-cha-mi Tam-ma-ng Sa-ga-na-ga-cha-mi Sa-ga-ng Sa-ga-na-ga-cha-mi Chúng con xin thành kính định lễ Chư Phật, chúng con xin thành kính định lễ Chư Pháp, chúng con xin thành kính định lễ Chư Tăng. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2022, tức là ngày 27 tháng 11. Năm nhâm dần chúng con cùng nhau xin vào kỳ thủ của Pháp, kính tỉnh chi thiên thiên cơ trời thiên nhiên thiên thần cho Pháp nhờ, chúng con kỳ tập được nhờ là lạc lắm. Tầm ma sa va na ka lo yam van đàn ta, tầm ma sa va na ka lo yam van đàn ta, tầm ma sa va na ka lo yam van đàn ta. Dạ, Bồ Phật xin kính chào tất cả các bạn. Chị Ngọc Trân và chị Sư Nga, chị Dự Lễ, chị Nhập Định rồi nha. Ê, thôi, mình sẽ đi vào chương trình tu tập bữa nay. Hôm nay thì mình đi sinh hoạt phần 5 và 5.5, 5.6. Thì để tôi nói tiếp nối cái sự liên hệ giữa phần câu kệ 5.3.4. Thì 5.3, sau khi thanh niên, tức là ở đây thì dùng chữ tôn xá, tôn giả luôn á, là xin ngài hay xin Thế Tôn để dạy cho con hết được cái nghi ngờ, con đường đi đến chấp chấm dứt cái sự khổ. Thì Thế Tôn nói là ngài không có khả năng giải thoát cho người nào mà còn nghi hoặc không tự mình giải thoát. Thì Thế Tôn ví dụ như một người ở xuống vũng bùn, mà người đó muốn kéo người đó cũng nằm trong vũng bùn thì rất là khó, nhưng Thế Tôn là người ở ngoài, nhưng mà muốn cứu cái người đó cũng không có thể được nếu người này còn nghi ngờ. Người này nếu không có tự mình giải thoát thì Thế Tôn niết bàn, sự giải thoát có đó, nhưng mà cái mục đích đó mà người đó không làm thì Thế Tôn cũng không có thể thực hành gì được. Thì trước khi đi vào bài kệ này thì ý nói niết bàn có, tức là Yoga thanh niên Dotaka muốn xin được Thế Tôn dạy pháp tịch diệt bản thân, tức là niết bàn, thì Thế Tôn nói có, nhưng mà đối với ngài, những người còn nghi hoặc không tự mình nghe pháp thực hành thì không có thể khả năng được. Thì bây giờ thanh niên Đô Cá Tá nói một câu kệ 5.5, thì để mình nói cái ý nghĩa 5.5 này, tại sao khi Thế Tôn nói niết bàn có đó mà cái người muốn ra cõi này phải tự thân, sau khi nghe giáo pháp Thế Tôn không có thể cứu người đó nếu mà người này còn lòng nghi ngờ và không tự muốn mình tịch diệt bản thân. Thì cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần câu kệ 5.5 để tôi coi nhà của chắc đọc hết luôn, của đọc được hết cái gì ha. Phần 5.5 nha. Rồi xin mời rồi. Em xin đọc ạ. Tôn giả Hô Ta Ca nói rằng: Thưa Đấng Phạm Thiên, xin ngài hãy từ mẫn chỉ dạy pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp ấy. Theo đó con ví như hư không không bị xáo trộn, con có thể sống
ở chính nơi này được an tịnh, không nương nhờ. Đọc tiếp qua bên đây phải không anh? Tâm lầm hả? Đọc luôn đi. Thì đọc luôn. Dạ. Hô ta ca, hãy giáo hóa từ mẫn, ôi bậc đại phạm thiên, để con được rõ biết pháp viễn ly vô thượng. Như vậy con sẽ sống như trời không áp bức sở hành, được sở hành ở đời này an tịnh và độc lập. Thưa đấng phạm thiên, xin ngài hãy từ mẫn chỉ dạy. Thưa đấng phạm thiên, xin ngài hãy chỉ dạy. Thưa đấng phạm thiên, xin ngài hãy chỉ dạy. Thưa đấng phạm thiên, xin ngài hãy giúp đỡ. Thưa đấng phạm thiên, xin ngài hãy thương tưởng. Thưa đấng phạm thiên, xin ngài hãy chỉ dạy. Là như thế, hãy thương tưởng. Thưa đấng phạm thiên, xin ngài hãy chỉ dạy. Là như thế. Sorry anh. Từ mẫn. Từ mẫn. Trong lúc có lòng từ mẫn, trong lúc có lòng trắc ẩn, trong lúc bảo vệ, trong lúc giúp đỡ, trong lúc có lòng thương tưởng. Thưa đấng phạm thiên, xin ngài hãy từ mẫn chỉ dạy. Là như thế. Pháp viễn ly để con có thể nhập thức được và được pháp ấy. Pháp viễn ly nói đến bất tử niết bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận niết bàn. Để con có thể nhập thức được pháp ấy, để con có thể biết, có thể hiểu, có thể nhận thức, có thể thừa nhận, có thể thấu triệt, có thể chứng đắc, có thể chạm đến, có thể chứng ngộ pháp ấy. Pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp ấy. Là như thế. Theo đó, con ví như hư không bị xáo trộn, giống như hư không thì không bám víu, không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại. Tương tự như vậy, con không bám víu, không nắm giữ, không bị trói buộc, không bị giữ lại. Ví như hư không không bị xáo trộn. Là như thế, giống như hư không thì không bị nhúng máu bởi màu nâu, màu nâu cách kiến, hoặc bởi màu chàm, hoặc bởi màu sẫm. Và đỏ sẫm. Tương tự như vậy, con không bị luyến ái, không bị sân hận, không bị mê mờ, không bị ô nhiễm. Ví như hư không, không bị xáo trộn. Còn là như vậy, giống như hư không thì không bực tức, không bực mình, không phản kháng, không làm tổn thương. Tương tự như vậy, con không chờ nha, tại vì tiếng gọi nó nhỏ anh phải đẩy nó ra. Bực tức, không bất bình, không phản kháng,
không làm tổn thương, ví như hư không không bị xáo trộn, còn là như thế. Dạ thôi, giờ tạm dừng lại phần này để cho con nghĩ chút rồi đọc tiếp. Thì dạ, để mình nói phân tích cái phần này cho rõ. Thì ở đây có bốn cái đoạn diễn giải. Thì cái điện đoạn diễn giải đầu tiên đó, thì Bồ Đắc Cá thỉnh Sư Ngô Thế Tôn gọi là Đấng Phạm Thiên. Đấng Phạm Thiên này là rất là tối cao cho người Bà La Môn. Xin Ngài chỉ dạy, cái xin giúp đỡ. Thì xin giúp đỡ không phải là giúp đỡ sự giải thoát, mà giúp đỡ giải thoát, dạy, chỉ dạy cái pháp để đưa đến tịch diệt bản thân. Thì cái pháp này á, nó có, mình sẽ thấy nó có cái sự tương tự, không phải mình tịch diệt bản thân cái là không có tu tập tương tự, mà nó có cái giai đoạn là pháp viễn ly, giai đoạn thứ hai. Pháp viễn ly để con có thể nhìn nhận thức được pháp ấy. Viễn ly thì muốn mà thấy rõ được cái pháp giải thoát, cái pháp bất tử niết bàn, thì người này phải học cái pháp viễn ly. Viễn ly này là tịch lặng tất cả những cái cấu quế, những cái mầm mống tái sanh. Thì khi mà muốn thấy những điều đó đó, phải viễn ly những cái cấu quế thô trước, rồi lần lần mới thấy được cái pháp sự tịch diệt niết bàn. Là lý do pháp viễn ly để cho con có thể nhận thức được pháp ấy, để con có thể nhận thức được pháp ấy, là ngay chỗ là mình phải làm sao lắng động được cái cấu quế. Cho nên đoạn thứ ba nói rằng theo đó con ví như hư không, tức là khi mình được cái cấu quế, cái tâm bất thiện, tham sân si, những cái phiền não còn đầy dẫy, nhất là nói gọn hơn là ngũ trường cái, ít nhất là mình không phải bật nhìn thấy cái đạo, cái pháp tối thượng này, thì phải tịch diệt những cái cấu quế của ngũ trường cái. Cho nên Ngài nói theo đó con ví như hư không, không cháo trộn, tức là hư không này nó không có dơ bẩn bởi những cái màu sắc. Thì những cái này con có thể thấy rõ mà con không có nương tựa vào một cái điều gì, không có bị tổn hại. Thì đó là cái cách diễn giải, để diễn nói bốn cái đoạn diễn giải nằm trong 5.4 này. Thì nó có sự liên hệ 5.3, 5.4 khi Thế Tôn giới thiệu là pháp tự tịch diệt bản thân, tức là niết bàn nó có, nhưng mà người đi có đến và không đến là tự bản thân nhất lòng mi. Thì Ngài nói xin Ngài thương con chỉ dạy cái pháp đó. Thì cái pháp đó là con muốn tu tập, con muốn viễn ly, và làm sao cái tâm mình thanh tịnh ví như hư không, không bị nhiễm bao, để con không có nương tựa một vật gì để thấy rõ cái pháp mà Thế Tôn dạy. Thì đó là tôi xin nói lên tương tự theo cái bản văn, để mình thấy cho nó được liên tục. Nếu không mình đọc hết một lần thì khó nắm vững. Thì sau khi bốn đoạn kinh này, tôi nói lên cái ý tôi nhìn thấy. Xin mời quý vị đóng góp, cũng như chị Sương Nga, chị Thanh Văn Dương, cùng quý vị Ngọc Trân, Vũ Ứng và tất cả các bạn. Mời quý vị ạ. Chị mời chị Sương Nga đi, chị Sương Nga, chị có đóng góp thêm. Hình như chị quên mở mic hả? Dạ em đang bận chút xíu rồi. Em vừa nghe mà rồi 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 thôi để chị Thanh Văn Dương có để chút xíu nữa. Dạ, dạ. Để chút xíu với em. Chị Thanh Văn Dương có đóng góp thêm chị Thanh Văn Dương? Dạ, để em nghe đã. Dạ, dạ. Thì quý vị khi mà có tiền á, đóng góp không có bắt buộc á, thì mấy chị khác vậy, chị Ngọc Trân có gì không? Không thì mình sẽ đi đọc kế tiếp. Rồi, chị mời cùng dạ, đọc tiếp hết cái phần đoạn 5.5. Dạ. Con có thể sống ở
chính nơi này được an tịnh không nương nhờ nhờ ở chính nơi này được an tịnh là trong khi được an tịnh ở chính nơi này trong khi đang ngồi ở chính nơi này trong khi đang ngồi ngay tại chỗ này trong khi đang ngồi tại hội chúng ở chính nơi này đang được an tịnh là như vậy hoặc là được an tịnh được yên tịnh được vắng lặng được tịch diệt được tịch tịnh ở chính nơi này ở chính nơi này được an tịnh còn là như vậy không nương nhờ có hai sự nương nhờ, sự nương nhờ vào tham ái và sự nương tựa vào tà kiến như trên. Điều này là sự nương nhờ vào tham ái như trên. Điều này là sự nương nhờ vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiến, không nương tựa vào mắt, không nương tựa vào tai, không nương tựa vào mũi, không nương tựa vào lưỡi, không nương tựa vào thân, không nương tựa vào ý, không nương nhờ các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ lợi lộc, chỗ ngụ lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn, khất thực, chỗ nằm, ngồi, vật dụng là thuốc men, chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng, phi phi tưởng, cõi một uẩn, cõi bốn uẩn, cõi năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, đều đã được thấy, đều đã được nghe, đều đã được cảm thọ, đều đã được nhận thức, không nương nhờ tất cả các pháp, không nương tựa, không bám vào, không đến gần, không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm, đã được làm, trở thành không còn giới hạn, con có thể sống, con có thể thực hành, con có thể trú ngụ, có thể sinh hoạt, có thể vận hành, có thể bảo hộ, có thể nuôi dưỡng, có thể bảo dưỡng, con có thể sống. Ở chính nơi này được an tịnh không nương nhờ là như thế. Ví như vì thế vị Bà La Môn ấy đã nói rằng: Thưa Đấng Phạm Thiên, xin Ngài hãy từ mẫn chỉ dạy pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp ấy. Theo đó, con ví như hư không, không bị xáo trộn, con có thể sống ở chính nơi này được an tịnh, không nương nhờ. Dạ, dạ, xa thấu, được rồi. Dạ. Dạ, hết cái phần 5.5. Thì cái phần mình vừa nghe đọc á, thì đã được giải thích trong phần 5.3 và 5.4. Dạ, ở đây được nhắc lại. Thì ở đây mình cũng hiểu rằng đây là một cái bài diễn giải rất quan trọng khi mình tu tập quy pháp Thế Tôn thực tế hiện tại.
đến để mà thấy người có trí thì tu thì chứng. Thì không có nương tựa mà thì ở đây là nó không nương tựa. Thì cái người này mà tu tập cái pháp này mới phải thanh tịnh, nhờ thanh tịnh để tu tập. Mà sau khi thanh tịnh bản những cái cấu quế thông thường á, thì mới nhìn thấy được những cái sự dính mắc. Thì dính mắc đây là nói nương tựa, con không nương tựa một vật gì trong kinh tứ niệm xứ á, nó cũng là ý nghĩa này. Khi mình tu tập không có nương tựa vật gì, thì đây á, cái nương tựa có hai phần diễn giải. Thì trong phần này cũng có diễn giải nhắc lại trong cái phần 3, phần 4 là có hai cái vật dục và quế nhiễm dục. Thì đây nương tựa đó thì sắc thanh hương vị xúc pháp, thì nói chung là ngũ uẩn, và cái thứ hai là tà kiến. Thì sắc pháp nói chung ngũ uẩn thì các cõi vật dụng mình sống, tất cả những điều đó liệt kê vào cái vật dục. Vật dục đây nói cả ba cõi, nói theo cái chỗ pháp tối thượng niết bàn là ý nghĩa đó. Còn cái quế nhiễm dục á, thì nó là những cái tâm hành, những cái pháp hữu vi để thành tựu những cái chỗ vướng mắc đó, kêu bằng sự quế nhiễm, là tâm quế nhiễm là chỗ đó. Cho nên con muốn được nghe pháp ngài khi ngài từ bi chỉ dạy, con lắng nghe, con tự thân con phải tu tập như vậy để làm sao không còn nương tựa hai cái sự nắm bắt này. Thì ở đoạn 6 Thế Tôn mới giảng dạy làm sao cho sự an tịnh. Thì ở đây chỉ nói nhắc lại cái phần cũ là thưa trình lại Thế Tôn, con muốn được nghe làm sao con không còn nương tựa cái sự dính mắc này. Thì cái phần câu hỏi mình tạm hiểu được như vậy thì tôi cũng xin dừng lại. Được mời mời quý vị đóng góp thêm, và sau đó mình sẽ nghe lại Thế Tôn dạy và được diễn giải trong phần 5.6. Thì giờ xin mời quý vị á, và mời chị Sinh Nga nếu đã chuẩn bị xong thì em dạ xin mời chị. Xin lỗi. Xin lỗi là tại nãy có chuyện bất thình lình đó, thành ra phải người con tiếp xúc nói chuyện. Cái bài này nè thì nó cũng có sự liên hệ với bài trước. Với lại những cái câu hỏi của ngài của cái đoạn của những của cái gì bài La Môn trước đó. Thì nghe cái đây là mình tổng kết lại hết cho tới bây giờ á, là những cái gì Bà La Môn đó đi tới nghe Đức Phật, và sau khi mà tới ngồi nghe Đức Phật giảng, tới nhìn thấy Đức Phật có những cái tướng tốt mà đúng như trong cái gọi là một cái bậc gọi là Phật á, theo cái vệ đà, theo cái tướng vậy, thành ra họ có cái niềm tin. Từ niềm tin á, thì bắt đầu những cái vị đại trí thức đó bắt đầu mới hỏi. Thì mấy lần trước thì chúng ta nghe cái câu hỏi trước của cái gì Bà La Môn trước, thì trong đó khi mà Đức Phật nói tới cái sự diễn ly á, ly tham, nó mới đoạn diệt được cái sự cái sân y. Thì từ cái sự diệt tận cái sân y đó, nó mới không có cái đau khổ. Thì ra cái gì này nương theo đó thì hỏi Đức Phật, thì mong Đức Thế Tôn mình tự mẫn mà chỉ rõ cho biết cái con đường mà để mà để hiểu biết cái pháp diễn ly vô thường. Thì có cái pháp diễn ly, có hiểu được cái pháp diễn ly đó thì mới thực hành được. Thì khi mà thực hành như vậy thì mới có thể sống được như là hư không, thì mới không có bị ô nhiễm và được an tịnh và độc lập, không có bị gọi là lệ thuộc hay là bị nương tựa vào bất cứ điều gì. Thì ở đây chúng ta thấy cái pháp này là theo em hiểu thì cái pháp này dành cho những cái bậc mà đã quyết chí để mà đạt tới cái sự tối thắng. Thì cái pháp diễn ly đó thì như trong cái diễn giải thì thầy Phật lên anh nói nó có hai điều là cái diễn ly đối với lại tham ái, và cái diễn ly đối với lại tà kiến.
đi đi đối với tháp ái đấy, những cái gì bám víu, những cái gì mà bám víu vào những cái dục, dục hoặc là những cái gì bám víu ở dục, ở dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, hay những cái gì nó muốn qua cái mắt tai mũi lưỡi thân, mắt tai mũi lưỡi thân tâm, những sự bám víu thì lại cho cái đó là mình ham thích. Đôi khi mình biết cái đó không phải của mình, cái đó là vô thường, cái đó là khổ, nhưng mà vẫn còn cái sự mà tham đắm bám víu ở trong đó. Rồi bám víu được cái đối với một vị tu hành thì mình cũng còn bám víu vào cái tứ vật dụng, từ thức ăn, chỗ ở, y áo, thuốc men, vẫn còn bị lệ thuộc vào trong đó. Đối với người đời thì cũng có những cái dục khả hỷ khả ái khả lạc, đối với người tu thiền thì có những cái sự tham ái đối với cái thiền định, đối với cõi sắc giới, vô sắc giới, thì đó là những cái sự tham ái, là những sự bám víu. Thì trong cái tham ái á, nó chưa chắc là có cái tà kiến, tại vì cái tham ái nó có cái ly tà chứ có cái hợp tà, mà những cái người tu thì còn nhiều thì ly tà, nhưng mà vẫn còn bị cái tham ái dính mắt. Nhưng mà cái diễn ly cái tà kiến là một cái điều rất là quan trọng, tức là cái trí tuệ thấy rõ được cái duyên khởi, cái pháp duyên khởi, thấy rõ được cái tứ diệu đế, và đó là những cái chánh kiến, những cái pháp mà cái sự chánh kiến nó đi tới cái chỗ nó từ cái vô tham, vô sân, vô si, nó cũng nó vừa diệt cái tham ái, nó vừa giảm bớt cái tham ái, và nó cũng rời xa được cái tà kiến. Nhưng mà có những cái tà kiến nó rất là y tế, thì nó từ cái bản ngã, nó do từ cái bản ngã nó ra, tức là thấy cái đó là mình, là của ta. Thì trong cái tà kiến á, thì thấy trong cái ngũ quẩn á, là có cái ta, và ta trong cái ngũ quẩn, rồi cái ngũ quẩn này là ta, và ta là cái ngũ quẩn này, ngũ quẩn đó trong sắc và tưởng hành thức. Thì cái mục đích của cái người tu, tuy rằng mình không có thể đi làm được những cái gọi là tối thượng, như những cái bậc mà đã quý chí xuất gia, từ bỏ hết các đi gia đã tải hết, thì chúng ta cũng biết cái mục đích tối thượng của sự tu tập giải thoát đó, là làm sao chuyển đi được hai cái đó, hai cái tham ái và cái tạp kiến đó. Thì khi mà chuyển đi được tới đâu thì cái tâm sẽ rộng lặng trong sáng, và nó mênh mông như là cái hư không vậy. Thì càng có cái sự an tịnh ở trong tâm chừng nào thì cái đau khổ nó không có được, nó không hiện hữu. Thì không hiện hữu tuy đau khổ là gì, nó không có, không có cái sự tạo tá, có sự mà gọi là nối tiếp cái dòng luân hồi, tạo tá cái hành để mà đưa tới cái sự tái sanh. Thì em hiểu như vậy, thì khi mà sống được như vậy á, thì nó không có bị cái lệ thuộc vào cái gì hết. Bây giờ mình đang cố gắng tu tập, thì những cái gì mà nó có thể, những cái chuyện gì cần phải giải quyết thì mình giải quyết, những gì cần phải làm thì làm. Thì Đức Phật nói ví như một trong cái kinh Kusambi á, thì một cái bậc thánh á, cái hành của một bậc thánh á, dầu có bận rộn giúp đỡ những cái bậc đồng phạm hạnh khác, hay là mình thì không có bậc đồng phạm hạnh khác, thì mình có cái gia đình hay có cái cuộc sống, nhưng mà như một con bò, nó cho dù nó đang ngậm cỏ, nhưng con mắt nó không bao giờ rời cái con bê của nó, con bò con của nó. Thì cũng giống như cái chuyện tu tập của mình, cho dù có những cái cuộc sống cần phải cái gì mình phải giải quyết, cần phải có cái sự hòa đồng, nhưng mà cái hướng, cái mục đích nó không rời, không rời cái sự điển đi, điển đi ly tham động diệt là cái nhất hướng của mà Đức Phật dạy, nhất hướng của con đường tu tập. Thì em cũng xin được chia sẻ cái sự hiểu biết trong cái đoạn kinh này. Sa thú, mời quý vị khác. Và chị Thanh Vương,
chị Ngọc Trân, chị Du Lai, Hữu Ứng, Kim Phượng, mời quý vị. Thì qua cái sự đóng góp ý kiến của chị Xuân Nga, đó là cái chiều hướng mục đích của người cư sĩ mình tu. Dù mình không phải là một người tu sĩ, nhưng khi mình hiểu được những cái lời của Đức Phật dạy như thế này, đây là những cái lời căn bản thì mình biết rõ. Dù mình có như thế nào, phương pháp mình tu tập như thế nào, mình cũng biết rằng mình cũng không có nên nương tựa vào một cái gì mà nó phải ràng buộc. Mình chỉ nương theo pháp của Như Lai, là chính bản thân mình phải hiểu được những cái lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy Niết Bàn đó, có người thành tựu, có người không, đệ tử của Như Lai, có người đến, có người chưa đến. Như Lai hỏi tôi làm, Như Lai làm như thế nào khác hơn, tại vì họ không có làm thì làm sao mà đi đến được. Thì mình biết, thì khi mình thấy được như vậy là mình phải có cái sự nhiệt tâm, tinh tấn, thực hành tới đâu hay tới đó. Mặc dù ở đây nói chỗ cái pháp tối thượng là Niết Bàn, nhưng mình tùy theo cái căn cơ, điều kiện của mình sống làm sao đúng pháp. Thì đúng pháp này nó cũng có giới hạn, không phải là nó phải như những bậc xuất gia hay là những bậc giải thoát. Mình bị ràng buộc thì cái sự ràng buộc này nó cũng có cái chỗ mình cởi chối đó, cởi cái sự ràng buộc đó, thì mình sẽ được thành tựu. Hồi nãy chị Xuân Nga có nhắc tới cái chữ tà kiến á, thì tà kiến đây mình cũng được lặp lại. Quý vị cũng nghe mình đã sinh hoạt với tà kiến, không phải là ở đây chỉ là thấy sai pháp, thấy sai con đường, thấy sai được cái sự giải thoát, chứ không phải tà kiến là dùng cái danh từ thô cạn. Nó không phải như vậy. Tà kiến là nhìn thấy sai, có cái sự dính mắc gì đó ha, thì khiến cho mình không có chấm dứt cái sanh y, tức là cái khổ. Quý vị có đóng góp thêm không? Nếu không thì mình đọc hết cái phần kế tiếp. Rồi, Ngũ Ẩn đọc tiếp hay Ngũ Ẩn? Hay là dạ. Rồi, rồi. Rồi, đúng ra có một để em đọc thay chứ. Để chị đọc cho, tại cái điện thoại nó nhỏ thôi chứ. Dạ, cảm ơn. Rồi, để hướng đọc cái gì, giờ thì sao? Dạ. Đức Thế Tôn nói này, Hô Ta Ca, ta sẽ giải thích cho ngươi về sự an tịnh, về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại. Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm trong khi sống có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian. Thế Tôn liền nói rằng, hỡi này Hô Ta Ca, ta sẽ giảng cho ông pháp tịch tịnh hiện tại, không do sư truyền lại. Sau khi hiểu pháp này, hãy sống giữa chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Ta sẽ thích giải thích cho ngươi về sự an tịnh. Ta sẽ chỉ bảo, ta sẽ thông báo, ta sẽ ấn định, ta sẽ khai mở, ta sẽ chia sẻ, ta sẽ làm rõ, ta sẽ tỏ bày về sự an tịnh của liếng ái, về sự an tịnh của sân hận, về sự an tịnh của si mê, về sự an tịnh của giận dữ, về sự an tịnh của thù hằn, của dè dèm pha, các ác pháp, của ác ý,
của ganh tị, của bỏng sẻn, của xảo trá, của lừa gạt, của bướng bỉnh, của hung hăng, của ngã mạn, của cao ngạo, của đam mê, của sao lãng, của tất cả các ô nhiễm, của tất cả bối hạnh, của mọi sự lo lắng, của một sự bực bội, của một sự nóng nảy, của tất cả các pháp tạo tác bất thiện, về sự yên tĩnh, về sự vắng lặng, về sự tịch diệt, về sự tịch tịnh. Ta sẽ giải thích cho ngươi về sự an tịnh là như thế. Đức Thế Tôn nói, này Hotaka, Hotaka, Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà La Môn ấy bằng tên Đức Thế Tôn là từ xưng hô với sự tôn kính như trên, sự quy định do việc chứng ngộ, tức là Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói này Hotaka là như thế. Về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại. Về pháp đã được thấy, về pháp đã được thấy, về pháp đã được biết, về pháp đã được công nhắc, về pháp đã được xác định, về pháp đã được rõ rệt, về pháp đã được minh định, về pháp đã được thấy, về pháp đã được biết, về pháp đã được cân nhắc, về pháp đã được xác định, về pháp đã được rõ rệt, về pháp đã được minh định rằng tất cả các hành là vô thường như trên. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Về pháp đã được thấy là như vậy. Từ chút nhận thầy nhỏ. Ủa? Chắc lắm, đừng hết mà anh. Chứ để em đọc tiếp cho còn nè. Để Kim Phượng đọc tiếp lại, còn dài lắm, để Kim Phượng đọc tiếp đi. Còn không xíu xíu nữa phải không anh? Còn dài lắm. Dạ, yeah. Còn dài nha, còn dài. Để cái này em copy ra, chứ thôi em cũng đọc được. Rồi, để Kim Phượng đọc, em đọc. Được rồi. Dạ, em đọc tiếp theo chị Phượng. Hoặc là ta sẽ giải thích về khổ ở khổ đã được thấy. Ta sẽ giải thích về tập ở nhân sanh khởi đã được thấy. Ta sẽ giải thích về diệt ở sự diệt tận đã được thấy. Ta sẽ giải thích về đạo ở đạo lộ đã được thấy. Về pháp đã được thấy còn là như vậy. Hoặc là về pháp đã được thấy là pháp hoàn toàn hiển nhiên, không bị chi phối bởi thời gian. Hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dắt về hướng niết bàn và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ. Về pháp đã được thấy còn là như vậy, không phải do nghe nói lại. Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi về pháp đã được chính bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét lại, không do nghe lời đồn đãi, không do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu của việc thu thập kiến thức, không do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm. Về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại là như thế. Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm trong khi sống, và sau khi làm cho pháp ấy được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt, sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng tất cả các hành là vô thường, sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc,
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng tất cả các hành là khổ như trên, tất cả các pháp là vô ngã như trên, điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Vị có niệm, có niệm bởi bốn lý do. Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân như trên, vị ấy được gọi là có niệm. Trong khi sống là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng. Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm trong khi sống là như thế. Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian, là sự vướng mắc nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, tham đắm, tham cội nguồn của bất thiện. Sự vướng mắc là sự vướng mắc với ý nghĩ gì được trải rộng, được lan rộng là vướng mắc. Ở thế gian là ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của các xứ. Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian là sự vướng mắc này là ở ngay tại thế gian. Vì có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hẳn, có thể vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian. Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian là như thế. Vì thế Đức Thế Tôn đã nói rằng, Đức Thế Tôn nói, này Thôi Tất Cá, ta sẽ giải thích cho ngươi về sự an tịnh, về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại. Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm trong khi sống có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian. Dạ, con đã đọc xong. Sa tu. Sa tu. Thì trong cái phần 56 á, thì Thế Tôn có dạy, ngài sẽ giải thích cái sự an tịnh. Thì trong cái sự an tịnh đó, có những cái danh từ luyến ái, an tịnh, sân hận, si mê, nói chung là tất cả những cái cấu quế là làm cách nào để có cái sự yên tịnh lắng dịu, do cái sự viễn ly làm lắng dịu cho tất cả những cái pháp cấu quế đó, đưa đến cái sự tịch tịnh. Thì đây là những cái danh từ mình cũng đã được nghe, thì ở đây chưa có giải thích rõ như thế nào, nhưng mình cũng đã hiểu. Thì chung quy những cái danh từ, những cái tâm, những cái tham sân si, sự nóng nảy, bực tức, những cái pháp bất thiện, thì những cái pháp này mình thấy là trong cái phần diễn giải nói, mình nhớ lại là về pháp đã được thấy, về pháp đã được thấy, thì Thế Tôn là người cũng đã được thấy pháp này. Tôi có gửi cái link đó, thì sau này quý vị sẽ đọc. Đây là những cái pháp mà Thế Tôn đã thấy, đã chứng. Thì Thế Tôn đã thấy, đã chứng, không ai truyền thừa, không ai nói lại. Thì cái người muốn đi đến chỗ tịch diệt bản tự thân mình, thì người này cũng phải làm như vậy. Sau khi nghe, sau khi hiểu, văn tư tu và phải thực hành như vậy. Thì nó chung gồm những cái pháp này, không phải do nghe là mình thành tựu, không phải do nghe, không phải do truyền thừa, mà sau khi nghe, người này phải có sự tu tập. Thì nói chung những cái pháp này là tất cả các hành là vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả những cái pháp này trong những cái bản diễn giải trước á, để mình thấy tu tập, mình nhìn thấy được cái khổ một cách rõ ràng, lý do tại sao thế giới này, thế giới là gì, thế giới của chư thiên loài người, thế giới của tất cả ứng xứ, thế giới này nó bao trùm bởi gì, bao trùm bởi vô minh, cho nên có cái sự sanh đi của cái thế giới này, mà nguồn gốc của cái vô minh này chính là cái sanh đi, mà sanh đi này do cái tham ái, chính là cái khổ. Thì những cái pháp này để nhìn thấy, giải thích được, dầu còn là một cái sanh đi như thế nào ở trong ba cõi, nó gọn lại thì cũng đều là nằm trong cái khổ, thì sanh là khổ. Thì nói chung cái pháp này
không do người kể lại, không do truyền thừa, mà tự thân người này thấy rõ. Khi mà thấy rõ như vậy, người này phải có văn, có tư, có tu và có chứng, phải thực hành. Mà muốn thành tựu điều này là vị này luôn luôn có niệm. Trong khi sống, là bất cứ ở nơi nào thì liên hệ với niệm, nơi bốn niệm xứ, thân thọ tâm pháp, như mình tôi cũng có chia sẻ cùng quý vị đó. Bất cứ nơi nào, trong khi nào, tức là với điều kiện hoàn cảnh chung quanh mình, thân và tâm mình đối diện với tất cả cảnh, thì nó liên hệ về bốn nơi niệm xứ. Bốn nơi niệm xứ để nhìn thấy rõ các pháp ác, cái bất thiện ngay chỗ nào mình cần phải tu tập, chính là có niệm. Trong khi có niệm thì chứ niệm này, trong khi sống ngay trong cái sát na tâm, thì cái niệm này cũng phải có tệ. Thì niệm với tệ là luôn luôn có ở đó. Bởi vì tệ đây là nói cái trí tệ. Niệm là thấy được những cái pháp, nó chánh niệm trực giác, nó thấy rằng nó thể hiện, nó phát sanh đối với thân tâm mình như thế nào. Thì khi có chánh niệm như vậy và có tệ để nhìn thấy cái niệm này, cái thân thọ tâm pháp này, nó là cái trường hợp gì, nó có trường hợp còn cái sự nương tựa hay là không sự nương tựa, nó còn quế nhiễm hay không quế nhiễm. Thì cái tệ tức là cái trạch để mình nhìn thấy cái phương pháp để thăng tiến, để tiến vượt lên tất cả những gì mà còn đang vướng mắc. Thì chính cái niệm ở đây mình được nghe tới nghe lui, thì chính ở tại cái thế gian này có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian là ngay chỗ đó. Thì qua cái phần diễn giải này, quý vị đọc, quý vị cũng nhận định thấy một cách rõ ràng là pháp của Như Lai làm sao mình tu tập tất cả những cái gì mà an vui hạnh phúc trong cái đời sống hiện tại mình. Cái chung thường thường người ta nói cái thọ đó là lạc khổ và bất lạc bất khổ, nó ngay trong hiện tại của mình, đó là cái thọ chủ của mình. Lạc là những cái điều kiện sinh sống của mình khiến cho mình an vui hạnh phúc, người đời thì thấy an vui hạnh phúc, đó là cái lạc. Cái khổ là cái sự lo lắng, cái buồn phiền đủ thứ, bệnh tật thiếu thốn. Còn cái xả là một cái tâm nó không có dính mắc những cái phần đó, thấy tất cả hoàn cảnh gì nó cũng trôi chảy, mình chẳng vướng hết. Thì những cái điều đó để mình nhìn thấy rằng trong cuộc sống hiện tại, pháp của Như Lai đưa đến để cho mình thấy tất cả những cái pháp này do nhân duyên mà nó có. Thì những cái gì mà mình tạo tác ra, tức là hành, hành thì vô thường, khổ vô ngã. Thì nhờ những cái pháp này, mình thấy được dầu có sự an vui hạnh phúc như thế nào, mình cũng không có nên nương tựa vào một cái điều gì hết. Thì chính có niệm và có tệ, thì nói chung có niệm tức là có tệ đó. Thì người đã thấy rõ được pháp của Như Lai thực tế hiện tại, tự mình thấy rõ, không nương tựa vào ai hết, cũng không có cái, không có thời gian, tức là ngay cái giây phút, cái sát na đó, mình thấy tâm an lạc là ngay chỗ đó, không có thể nói, không có thể giao cho ai, không có chuyển cho ai, mà cũng không nói lên, ai cũng không có thấy được. Thì ở đây để mình thấy rằng những cái điều này mình đã tu tập quy y Phật, quy y Pháp. Quy y Pháp là quy y Pháp nơi những cái phần này mình tu tập để mình thấy rõ ràng. Bấy lâu nay mình nghi Pháp, có nhiều người đọc tụng ngày này qua ngày khác mà không có hiểu được cái ý của lời Thế Tôn dạy. Người này phải tự thấy, tự hiểu, văn tư tu thực hành và chứng, người này mới có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian. Thì tôi xin nói lên cái tóm tắt cái phần này. Thì tôi có gửi một cái link là những cái pháp mà của Thế Tôn tu chứng để tự mình thấy, không do người
nói không người kể lại. Thì tôi xin dứt lại phần này, thì còn một số thời gian này tôi cũng xin mời quý vị đóng góp trong cái buổi sinh hoạt buổi sáng nay. Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ, sao? Mời chị Thanh Dương chị. Chị nói lên cái tâm tư của mình của buổi học hôm nay. Dạ. Nói đi. Rồi mời Thanh Hương. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thanh Hương cũng xin chào tất cả các quý bạn đồng thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài diễn giải phẩm đi đến bờ bên kia. Thì mình thấy trong cái đoạn này rất là thương quan tâm tới. Đây là nói về Đức Thế Tôn có nói với cái vị Hô Tát Ca. Thì cái vị Hô Tát Ca này đã hỏi trước Đức Phật. Rồi, mất tiêu rồi. Rồi, chắc có người gọi rồi. Rồi, sao xin mời người khác. Mời chị... Rồi, xin nói tiếp. Thì đây là Đức Thế Tôn nói với cái vị Hô Tát Ca như thế này. Ta sẽ giải thích cho ông về cái sự an tĩnh, về các pháp đã được thấy, không phải do nghe ai nói lại. Sau khi mà mình biết được ấy, biết những cái vị ấy có cái sự nghiệp trong cái đời sống, để mà mình không có muốn mất qua cái sự ở thế gian, thì mình thấy rất là hay. Là thấy như thế này, là những cái bài trước đó, Đức Phật dạy cho mình đó, là nói về cái dính mật ở thế gian, có nghĩa là dính mật về cái tham, cái sân, cái si, cái tham ái, cái tà kiến. Nhưng cái bài này á, thì nói về không dính mật lại được an tịnh. Thì đây là an tịnh là gì? Thì tôi cũng thấy là bây giờ trong cái đoạn của Đức Phật nói về pháp đã được thấy, có nghĩa là mình, nếu mình có sự tu học thì mình sẽ thấy các pháp đó, không phải do ai nói mà chính bản thân mình biết cái pháp đó để mình tự hiểu ly. Cho nên là trong cái câu này Đức Phật nói, nếu mình có niệm thì cái gì mất cứ cái gì cũng vậy, do cái niệm của mình thì mình mới thoát qua những cái vướng mắc ở thế gian. Thì Đức Phật có nói trong cái đoạn này, nói về hoặc là cái khổ, khổ ở cái khổ mà mình đã thấy, và cái tập là ở cái nhân mà nó sanh khởi ra, và là cái đó là cái đoạn diệt bất cách nào, và do đâu mà mình biết như vậy, thì do nơi đạo. Thì các vị cũng thấy là khi mà mình nghe Đức Phật dạy cho mình từ cái đoạn đầu, có nghĩa là mình buông bỏ hết tất cả những cái gì mình tham sân si, hay những cái pháp nó đến với mình, thì mình không có để nó vướng mắt đó, là do cái niệm mình niệm sao để mình biết cái vướng mắt đó như thế này cái kia, để mà mình tu cho cái bản thân của mình. Thì đây á, là khi mà mình đã hiểu Đức Phật nói về cái khổ, mình đã biết cái khổ toàn diện này, chính cái khổ này mà nó làm cho mình khổ. Thì bây giờ chỉ có một cái là mình chỉ biết tập để những cái thói hư, cái tật xấu của mình, để mà mình biết cái đó, để mình cắt đứt và đoạn trừ. Còn nói về cái sự đoạn diệt, thì mình diệt là do nơi đâu? Diệt chính vì mình diệt, mình hiểu được những lời Đức Phật dạy, thì mình diệt cái đó được rồi, thì mình sẽ đi đến con đường giải thoát, giải giác ngộ. Thì nói về đạo, đạo là cái gì? Đạo là đạo lộ của con đường giải thoát. Thì chính vì mình có sự tu tập thì mình mới đi đến con đường giải thoát. Thì cái do cái gì cũng do nơi bản thân của mình hết. Thì bây giờ nhờ cái bài kinh này thì mình thấy Đức Phật chỉ cho mình rõ ràng khi mà cái tham ái của mình. Tại sao Đức Phật nói rằng cái chỉ có tham ái và cái tập kiến, hai cái mà chính hai cái này thì chúng ta mới có cái nghiệp không? Thì theo Hương nghĩ nói là như vậy, thì các vị cũng hiểu biết được trong cái bài kinh này, thì các vị cũng xin chia sẻ để Hương hiểu biết thêm. Tại vì mình hiểu chỉ một phần mình hiểu thôi,
cái ngoài ra là mình không phải lắm, mình hiểu hết. Nhưng đây là Đức Phật dạy cho mình thực hành những cái gì mà cái pháp này nó đến với mình. Sự thật là như vậy. Thì hôm cũng xin tạm dừng ngay đây, thì các vị có thể lên những cái ý kiến nào nó hay hơn hay không? Dạ, một Phật. Xin mời chị Xuân Nga. Còn vài phút chị đóng góp rồi mình vào đấy. Dạ. Mấy vị có câu hỏi? Mấy vị có câu hỏi không? Ngọc Trân, Kim Phương. Rồi, xin mời chị Xuân Nga. Dạ. Dạ, sa thú. Sa thú thì em quan nghĩ lắng nghe. Thì bây giờ thì mình chỉ có thực hành thôi. Dạ. Dạ. Vậy thì mỗi bài pháp với Phật là một cái sự nhắc nhở để mỗi người có một cái sự hiểu biết, thâu nhận được những cái lời Phật dạy như thế nào, rồi tự mình áp dụng cái cho mình để mà đi theo cái con đường mà mình cũng vô cùng có cái phước báo được được gặp trong cái kiếp này. Yeah. Thì em chỉ đang học quý vị, tôi có pay hai cái phần chú thích á. Thường thường là khi mình học những buổi diễn giải có những cái chú thích rất là dài, thì sau khi tu tập lại tôi mới làm những cái phần ngắn hay gì đó, thì cũng như hình thức là cái từ điển mà về mà khi mình học lúc trước á, thì để nhắc lại khi mình tới cái danh từ đó, chẳng hạn nó có niệm, có tệ, niệm rồi tệ làm sao, thì quý vị thấy những cái phần đó quý vị đọc tới đọc lui lại để mình nhớ được cái toàn ký. Là tại vì trong cái phần này có nhắc lại đó, chữ NT là như trên, là như vậy. Các người nào mà vì nào mà mới lần đầu đọc thấy đó, như trên này ý nghĩa là gì, thì trong quá khứ mình đã những cái đoạn kinh đó, như là tất cả các hành là vô thường, như trên tất cả pháp là vô thức ngã, như trên tức là người đã phải thực hành, nhìn thấy, thấy cái hiểu rõ, cân nhắc và xác định những cái pháp gì mà mình thấy hiểu rõ cái vô thường nó như thế nào, là không phải nói suông, không phải nghe người ta nói lại, mà chính bản thân tại nơi đây, cái thời gian này, với hoàn cảnh, với điều kiện, với cái tâm mình phải thấy được, xác nhận một cách rõ ràng, cân nhắc, có thể nó là vô thường hay không. Hay nghe người ta nói vô thường, rồi mình chấp nhận là vô thường, hay chấp nhận là vô ngã. Đó, thì cái ý nghĩa có niệm, có tệ là ngay chỗ đó. Thì thông thường mình đọc, mình không có để ý, thì mình thấy như vậy là mình không hiểu được cái pháp của Như Lai thực tế hiện tại. Không có thời gian đến để mà thấy. Mà nếu mình hiểu mà thực hành được như vậy thì quả thật nó không có cách nào mà thoát ra được cái không có thể nào mà mình nói dùng danh từ là xác định đó. Nếu mình thực hành được như vậy là mình sẽ đi đến một cách rõ ràng, tại vì mình nghe thấy nó cách đơn giản dễ, pháp Như Lai thực tế hiện tại thì mình đọc tụng rồi mình hiểu sơ sơ vậy, không phải. Sau khi hiểu pháp ấy bị có niệm trong khi sống, nó đầy đủ lắm. Trong khi sống, là sống là sát na đó, bất cứ giây phút nào nó cũng liên hệ bốn nơi niệm, thân thọ tâm pháp và tất cả những cái pháp khác liên hệ trong 37 phẩm trở đạo, và cuối cùng đi đến chi đạo và chi quả. Tức là người này sống trong những cái sát na đối cảnh bốn nơi niệm xứ, thấy rõ được vô thường, khổ, vô ngã, các hành là vô thường. Nó như vậy đó, tức là sự hiểu pháp ấy có vị có niệm trong khi sống. Nó không phải thầm thường như mình hiểu. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy ôi, bấy lâu nay mình nghe như vậy, rồi mình nói như vậy, mình chỉ người này, chỉ người kia, nói người này sai, nói người kia đúng. Thì mình hỏi ơi, tự. Thì sau khi mình biết được những điều này thì bây giờ mình sống nhìn vào phía trong, là không còn bám víu một điều gì nữa. Đó, thì cũng như là chị Xuân Nga nói đó, mình sống giàu như thế nào, mỗi người căn cơ mình khác nhau, chuyện phải làm là phải làm, thì đó là cái nghiệp. Cái nghiệp mình không có chạy đâu thoát khỏi, tất cả những hoàn cảnh đối với mình nó đều có cái nhân duyên,
nhân duyên trong quá khứ, nhân duyên trong quá khứ hiện tại. Thì mình biết được như vậy, mình chu toàn, mình đừng có làm cho nó phải trở thành một cái nghiệp mới. Thì tôi mong rằng những cái điều mình tu tập, mình có cái hướng tâm như vậy và cùng nhau chia sẻ cái sự tu tập của mình vì lợi ích bản thân mình trước và vì lợi ích của những bạn đồng lữ. Thì đây là lời sau cùng trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi, có đóng góp điều gì thì rất là hoan hỷ được lắng nghe cùng quý vị. Và xin mời quý vị. Dạ, thôi như vậy mình hoàn lễ được không quý vị? Dạ, thôi mình hoàn lễ. Dạ, xin mời quý vị cùng tôi chắp tay hồi hướng. Dạ, xin mời quý vị. Mô Phật, chúng con xin thêm nhiều phúc báo tu tập này về chư thiên, cõi trời, thế thiên dương, thiện thần, chư Phật pháp đồng nhiều phúc báo nhà Phật thầy. Chúng con cũng xin chia điều phúc báo tu tập này để các bạn tu tập trên lai thân bằng nguyện tụ cho mà hiện tại thưởng phúc báo nhân thiên sống lâu vui hạnh phúc có sức khỏe nhất là phát sinh trí tuệ đồng dạng thiền đạo. Chúng con xin hồi phúc báo này vì ông bà cha mẹ thân bằng nguyện tụ quá giảng như lời dự kiến của chúng con dầu có sanh cõi nào cũng được thưởng phúc báo nhân thiên sống lâu vui hạnh phúc sống gặp Phật pháp tu tập để đồng dạng thiền đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú.